Mặc dù đã từng tìm hiểu và trải nghiệm những thiết bị máy móc hỗ trợ công nghệ BIM trước đây, nhưng sinh viên này cũng phải bất ngờ với những thiết bị máy móc hiện đại lên tới 60 tỷ đồng. BIM, Building Information Modeling, là một quy trình tiên tiến được ứng dụng trong ngành xây dựng dựa trên các mô hình 3D kỹ thuật số được sử dụng xuyên suốt vòng đời của một dự án thiết kế, hạ tầng và xây dựng. Những mô hình BIM này cao cấp hơn nhiều so với các bản vẽ 2D, 3D đơn thuần. Chúng được tạo thành bởi các mô hình thông minh kèm theo rất nhiều thông tin được thay đổi và cập nhật xuyên suốt quá trình phát triển dự án. Các thiết bị này được lắp đặt trong chương trình lễ ra mắt chương trình BIM Next Generation tại Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 11 năm 2020 để sinh viên có thể trải nghiệm tham quan công trình nhà hát thành phố. Chương trình do khoa kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Lần đầu tiên đến với chương trình em thấy vô cùng ấn tượng với các dàn thiết bị để phục vụ cho chương trình, đặc biệt là các dàn máy tính có màn hình rất là dài và lớn, có kích thước rất là lớn, và bên cạnh đó là bộ công nghệ thực tế ảo, bộ thiết bị cho hỗ trợ công nghệ thực tế ảo vô cùng hiện đại. Trước đó, Nguyễn Văn Lộc cùng với nhóm của mình từng giành giải nhất cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Giao thông Vận tải, phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh với đề tài ứng dụng công nghệ BIM trong thi công. Không dừng lại ở thành công bước đầu đó, nhóm sinh viên lại tiếp tục phát triển đề tài và tiếp tục đến tham dự cuộc thi về công nghệ BIM quy mô lớn hơn. Nhóm Lộc cùng nhiều nhóm sinh viên ở các trường đại học khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký tham gia chương trình BIM Next Generation và trải nghiệm các loại thiết bị hiện đại. Từ cái ý tưởng cuộc thi cấp trường đã được giải nhất thì em tiếp tục phát triển và mở rộng và để ứng dụng vào cuộc thi lần này. Em hy vọng là lần này em sẽ tham gia đạt được giải cao nhất. BIM là một công nghệ còn mới nên vẫn còn ít sinh viên tiếp cận và ứng dụng. Chính vì vậy, cuộc thi được tổ chức với mục tiêu xây dựng được sân chơi về công nghệ BIM cho các sinh viên khối ngành kỹ thuật xây dựng ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra mô hình thông tin BIM đã và đang được giới thiệu vào cái chương trình đại học dành cho tất cả các bạn sinh viên, và hiện nay các bạn có thể áp dụng cái mô hình thông tin BIM vào trong cái đồ án cũng như là trong cái luận văn tốt nghiệp. Tuy nhiên cái số lượng các bạn dám mạnh dạng thử thách với những cái mới này nó chưa có nhiều, mới chỉ khoảng 10% các bạn sinh viên dám làm triển khai cái đồ án cũng như là luận văn theo cái hướng BIM. Do đó với mong muốn cuộc thi này thì khi mà mở ra sẽ là một cái gọi là nguồn cảm hứng cũng như là một cái sự thúc đẩy tất cả các bạn nhiều hơn nữa triển khai mô hình, mạnh dạng triển khai mô hình thông tin BIM vào trong luận văn, vào trong đồ án, và chắc chắn là cái đó là cái thế hệ sẽ là lực lượng triển khai BIM cho cái ngành công nghiệp xây dựng. Mặc dù cuộc thi hướng tìm ra những ý tưởng táo bạo khi ứng dụng công nghệ BIM, nhưng để thực hiện những ý tưởng đó, đòi hỏi phải có những thiết bị máy móc hiện đại. Nhiều nhóm sinh viên cũng từng rất khó khăn trong việc thực hiện. Chính vì vậy, công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển Port Coast đã tài trợ cuộc thi 200 triệu đồng. Bên cạnh đó còn cam kết sẽ hỗ trợ về các thiết bị hiện đại nhất cho những đội nhóm trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Khi mà đem những cái máy móc hiện đại này đến đây, chúng tôi có một cái mong muốn là các bạn sinh viên có thể tiếp cận thực tế đến công nghệ hiện đại nhất trên thế giới đang sử dụng hiện nay. Thì như vậy thì các bạn sẽ có một cái điều kiện thực hành trên các cái thiết bị này để khi các bạn ra trường các bạn sẽ không bỡ ngỡ khi mà tiếp cận với các công nghệ mới. Cuộc thi tổ chức từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 đến ngày 10 tháng 3 năm 2021, chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên sẽ nhận đăng ký ý tưởng từ các đội nhóm. Sau đó 15 dự án tốt nhất sẽ được lựa chọn và tiếp tục hoàn thiện để cuối cùng chọn ra những dự án tốt nhất. Tổng giải thưởng bằng tiền mặt lên tới gần 50 triệu đồng cùng các voucher khóa học tại BIM Lab.